chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một cái cuốn sách của Diện Trần nữa. Cuốn này rất là đặc biệt, mang tên là Đầu Hình Diện Trần để ghi bệnh án. Đó. Cái cuốn này nó có ý nghĩa như thế nào? Các bạn xem này. Ở đây là có những cái chấm để sẵn đây rồi. Các bạn chỉ cần ghi số huyệt, số huyệt, đánh số huyệt ở đây. Trên này các bạn ghi là tên bệnh, dưới này các bạn ghi là phác đồ. Rồi sau là các bạn cứ nhìn vào cái này. Tên bệnh, phác đồ, nhìn vào vị trí các bạn đã đánh dấu từ trước mà bấm cho bệnh nhân cho nhanh. Đỡ phải mở sách, đỡ phải tra huyệt nữa. Đó, cuốn này cũng khá là hay. Thực ra thiết kế rất là đơn giản, nhưng mà những người mà mới chập chững bước vào diện trần ý, là rất cần cái cuốn này. Đó, ví dụ mình bị bệnh gì mình ghi vào, xong rồi sau mình cứ thế mở ra hoặc là gặp bệnh nhân. Giống như là cái cuốn này là để ghi bệnh án để cho nó mở ra cho nhanh. Đó, tất cả ghi đây. Đó, rất là dễ dàng. Đó, để chúng ta đánh dấu, để chúng ta ghi nhớ. Đó, rất là thuận tiện. Các bạn có thể tìm mua những cuốn sách này ở trang dụngcụdiệntrần.vn nhé. Chúc các bạn thành công.